Hôm nay tôi có làm bài thơ tìm ai không. Càng không vũ trụ một vòng, ai không xuất hiện tham tầm kiến cơ. Ở ấy cũng đã đến giờ, trong ngoài tâm sập giấc mơ đạt thành. Hòa vui chung sống em anh, thực hành chân pháp. Họ ơi thực hành chân pháp, giải rành lý chân. Ở quang lộ tiến hành, con đường các bạn đi với sư mơ đó là quang. Càng đi càng niệm Phật cái bộ đầu càng sáng suốt. Bước chân hành niệm điển thanh cảm hòa, tự mình xét lấy thật thà, chả ban mùi đạo. Chán hòa khi thanh, họ ơi tin tưởng thực hành, trà đình nghỉ mệt xuân thanh chảy hoài. Nhạc trời thanh thoát chẳng sao, mình tâm tận hưởng, tình tâm tận hưởng mà tiếng hoài không nên. Khi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có nhạc trỗi rõ ràng, thì mình khiến thanh tịnh. Nhạc là gì? Sự cỏ sát của vật chất, nó xuất phát ra âm thanh hòa cùng thanh giới của bằng nhạc. Rồi đây xuống chảy cũng là biến thành nhạc, gió thổi cây cũng có âm thanh nhạc hòa điệu ở trong đó. Chúng sanh không hiểu, không hưởng được. Mà nếu chúng ta thanh tịnh là chúng ta hưởng được nhạc rồi. Ơi tiến bước mừng mừng, quên đi thế sự sáng bừng nội tâm. Càng đi càng thích càng tầm, đến nơi tịnh cốc. Ơi đến nơi tịnh cốc mà siêu âm cảm hòa. Đi tới đó mà trời thở phè phè, thấy bên trên có siêu âm nè. Nhắc tâm ta bỏ sự đời, càng ngày càng nhẹ. Bớt dục tính của người đâu có mệt, càng đi càng thấy thanh thoát. Ơi hít thở thanh hòa, quy thương thanh cảnh là tình cha tình người. Phát tâm hôm nở nụ cười, mong ngày tái ngộ, mong ngày tái ngộ, ngộ cha trên trời. Cho nên chúng ta đi tới đó, ai đã dàn cảnh với chúng ta đi, mới thấy sự quy thương thanh cảnh của cha trời đã an bài. Chúng ta phát tâm muốn đem lại những gì tốt đẹp cho nhân sinh. Lúc đó chúng ta cười mừng, chúng ta được thanh nhẹ, muốn những người kế tiếp được thanh nhẹ như chúng ta. Rồi một ngày nào đó, cái ngã tái ngộ được đại thanh tịnh, cả cả không vũ trụ, đó là việc phúc quan thức. Ở vinh đệ hợp thờ, chung hình lưu, chụp hình lưu niệm giúp đời trở kiếp. Đến đây chẳng có ưu phiền, hướng thanh quên trượt, tâm thanh nhẹ nhàng. Chúng ta thấy mình gặp vấn đề học thờ chụp hình lưu niệm, thế gian khoa học mới tiến bộ cho chúng ta có những sự lưu niệm mà trở duyên. Đến đây chẳng có ưu phiền, chúng ta không thấy sự buồn phiền ở chúng ta, là những lúc người đời tiến hóa hương thanh quên trượt, tâm thanh nhẹ nhàng. Chúng ta nghĩ cái phần thanh nhẹ quên tất cả những sự trượt vô ô tranh chấp của nội tâm. Ơi bàn luận nhiều màng, quyết tâm xây dựng tràn được tu, lập thành thánh cảnh ngao du, thiền đường tịnh cốc cùng tu học hòa. Lúc đó chúng ta mới phát ở một cái những nơi này mà có thể làm được một cái thiền đường cho những để ngồi đi thiền rất sáng, rất chưa rất nhiều cái chung sống vô cùng đó, để cho mọi người thấy đây là một nơi tịnh cốc, không ca ta là không ô nhiễm thanh sạch. Ở sinh lực thiết tha cùng chúng hiệp lực cùng hòa lập lên, chân tâm có sẵn đạo hành, mình tâm hướng thiện chẳng quên cha trời. Sinh lực thiết tha, chúng ta muốn đóng góp, mọi người đều muốn đóng góp, cùng chúng hiệp lực cùng hòa lập lên, cùng hòa lên nền tảng tốt đẹp để hướng độ những người kế tiếp. Chân tâm sẵn có đạo hành, mình tâm hướng thiện chẳng quên cha trời. Chúng ta là hướng về thiện nghiệp thì ông trời trong ta có đâu nữa. Trời mới biết thương yêu chúng sanh, chúng sanh mới có sự cạnh tranh và quên cha trời. Ở minh lý thanh đời, anh em cày cây mà giúp
đời hướng chung về đây cảm nhận khoan dung trời ban thanh tịnh cùng chúng học hành đó. Minh lý thanh lời chúng ta biết được lý thuyết đã truyền cảm từ bao nhiêu kiếp, chúng ta ngày nay cảm nhận được thanh lời xuất phát trong nội tâm chúng ta, anh em chúng ta phát tâm chúng ta hướng chung, chúng ta tạo một cơ sở để cho mọi người tới đây chung hưởng và chung tu trong kiến thức hòa bình, về đây cảm nhận khoan dung thế trời là bơm ban mở cho tất cả mọi người. Nhưng loài người eo hẹp và chẳng đứng mức kiến tâm linh của loài người mà thôi, cho phù trời lúc nào cũng khoan dung, trời ban thanh xuống cùng chúng học hành để cho mọi người được thức tâm chuyển theo trình độ sẵn có của chính họ. Ở cây cối hoa xanh rực cây xinh đẹp khí thanh tràn đầy, ân sinh hoàn cảnh là thầy dù nhau tiến hóa chẳng xa đạo đời đó. Cây cối hoa xanh rừng xinh rừng cây xinh đẹp khí thanh tràn đầy càng đi ân phổi cho chúng ta càng được nhẹ nhàng cảm hòa với trên, ân sinh hoàn cảnh là thầy, hoàn cảnh là ân sư của chúng ta, những cái hoàn cảnh tốt đẹp này nó để dẫn tiến chúng ta có cơ hội tự tu tự tiến hơn nữa, nhiều nhau tiến hóa chẳng xa đạo đời, có đời mới có đạo, mà có đạo mới có đời, đạo để chi để tiến đời, mà đời để thức tâm trở về đạo, thì đạo đời nó gắn liền với nhau, không có xa nhau được. Ở học hỏi học thờ chỉ giao thanh tịnh mở lời tiến độ giải bày phái cha pha chấp giải mù tâm không chấp mắc, dễ tu dễ hòa. Học hỏi học thờ chúng ta ngộ được sự thanh giới và chúng ta thấy tiến triển vô cùng, chúng ta cảm nhận chúng ta không phải ở đây, tâm hồn tiêu giao thanh tịnh mới mở lời tiến tu, chúng ta mở lời tiến mọi người phải trở về với sự thanh nhẹ, thấy rõ giá trị mỗi cá nhân, giải bày phá chấp lên này. Ta phân tách ra, trước khi tôi động loạn, ngày nay tôi không động loạn, thì tôi đi chỗ gì, tôi cũng sáng suốt. Tâm không cách mọc, mà dễ tu dễ hòa, cách mình mà thôi. Ở cảm thức mà cùng vinh, cùng lễ, cùng nhà hạnh. Cho nên mình nghĩa những rèn trối hướng về thanh sự, hướng cùng đạo tâm. Cảm thức mặn mà, chúng ta thấy rằng tình yêu thương của đấng cha trời rất mặn mà đối đãi với tất cả các con đều bình đẳng chung ban thánh khí cho mọi nơi mọi giới đồng hữu đồng tiến cùng huynh cùng đệ cùng nhà yêu đó, lấy trời làm nhà đất làm nhiều cái vấn đề chung sống một nhà, từ mình nguyện nhiễm đẹp chung từ mình nguyện nhiễm đẹp chung hướng về thanh sạch mùi đạo hướng mùi đạo tâm, chúng ta hướng về sự thanh sạch, chúng ta hướng mùi đạo tâm trong ta. Mọi người đều có quyền tận và hướng với sự thanh sạch không con. Ở thiền viện mình thầm hai không giải thoát mà chẳng lập chẳng sai. Thiền viện mình thầm thấy rằng đặt nền tảng của hai không để cho mọi người đi tới cảm thức đời cũng không đạo cũng không đi tới sự nhẹ nhàng giải thoát chẳng sai. Đại thánh đại tỉnh mới tài cha trời thể hiện những lời chớ ngôn đó. Đại thánh đại tử chúng ta hướng về đại thánh đại tử chúng ta trong cái nguồn gốc đó mà ra, bây giờ chúng ta trở về mới tại cha trời hay gì mình là trên ngôn những lời trong ngôn khuyến đời khuyến người tu trở về quê xưa vốn cũng là những lời không thay đổi, chúng ta có bôn ba cho mấy thì nó rốt cuộc rồi cũng phải bỏ tay không và trở về với chỗ thanh tịnh. Ở trên lý sanh tồn người đó chắc chắn là chẳng ôm được rồi. Chân lý thì luôn luôn nó sanh tồn không thay đổi, nó tròn qua, nhưng mà người đó sẽ tranh chấp bóp méo mó sự việc sự thật thì nghĩa là chẳng ôm được bài cái tội mình không bao giờ sửa được, thánh thánh tỉnh tỉnh hướng hòa triền miên học hỏi những lần chẳng ôm chân ôm đó. Thanh thanh định định hướng hoài thì thanh thanh định định nó được hướng cái thanh khí điểm hoài hoài và sự thanh tịnh ở trên quan kiếp chúng ta thanh quan chiếu hộ khổ cái tâm lẫn thanh tiến hóa tiền nhiên học hỏi những lời chân ngôn chúng ta có thấy chân lý là chân lý không có thể sửa đổi được. Ở nặng nhẹ với hồn nằm trong cấu trúc mà ôn tập ngủ say
cảnh trời có lúc mưa mây, tâm ta cũng vậy, tâm ta cũng vậy, từ dậy lên mới lên nặng nhẹ, nặng là biến, hồn là nhẹ, nằm trong cấu trúc ôn tồn. Các bạn có cơ thể ôn tồn, đi đứng ngồi nằm, những say cảnh trời có lúc mưa mây, cũng có lúc có mưa mây, chúng ta có lúc có vui lúc buồn, đó là mưa mây cũng đại diện ông trời. Tâm ta cũng vậy, tự rầy mới nên, mình lo quét dọn lấy mình mới nên, còn không chịu quét dọn mình không bao giờ nữa, nhưng mình không có tu tâm sửa tâm không bao giờ nữa nữa, đều là sự ở trong nhầm lẫn mà thôi. Ở căn bản đạo là quân bình tâm thức mà mỗi quên đi ngoài đó. Cái căn bản đạo này chúng ta mọi người đều có mà quân bình tâm thức mà vội qua đi ngoài, chúng ta bỏ cái ngôi vị thanh tịnh trong mình mà cứ đâm chạy theo thứ quan mắt mũi tai miệng đi hướng ngoại mà thôi, tự mình lâm cảnh đọa đày không tu không giác, không tu không giác mà không thầy không ta đó, tự mình lâm cảnh đọa đày tạo nghiệp thọ nghiệp, rồi càng ngày càng cuốn cuồng trong cái chuyện nhưng mà không cần thiết mà thôi, không tu không giác, không chịu tu không chịu sửa, tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của mình đến giác là mình đã làm sai, làm cho mình khổ cực chứ không ai hết đó. Thì không thầy không ta, không cảm ơn hoàn cảnh, không lấy quán làm ăn thì làm sao có thầy. Cái hoàn cảnh nó trói buộc chúng ta thấy nó là thầy, chúng ta mới học, mới nhẫn hòa, mới tiến hóa, mới mở được sự trói buộc trong nội tâm. Bận rộn khó hòa, sống nơi động loạn, cái ta lớn dần, quên đi cộng sự mỗi phần, những phần tranh chấp, những phần tranh chấp tự mâu thuẫn mình. Bận rộn khó hòa, cái người tạo sự bận rộn trong nội tâm, chia cắt tưởng trong hạ tâm giới, không có hòa với nhau, sống nơi động loạn, cái ta lớn dần. Càng ngày nó càng tự đắc, càng ngày nó nói là ta đây, mọi người phải theo nó, cái đó là sự sai lầm. Với tiên phận sự mỗi phận, những phần tranh chấp, tự mâu thuẫn mình, đó, những cái phần tranh chấp tạo sự mâu thuẫn cho chính mình, không có tiến được. Chính mình chỉ mình, nó chính mình dạy mình mà mình không hay, là phải mâu thuẫn không? Dạ. Quan phí chân tình, có công không học mà tạo mình si mê, càng khôn vũ trụ khó về, có quên chân thích mà mãi mê trần đời. Quan phí chân tình, chúng ta có sự thanh tịnh tha thứ và thương yêu, đó là chân tình. Có công không học tạo mình si mê, mình tạo cho mình càng ngày càng si mê cái thể xác động loạn này, quý những chuyện không cần thiết mà thôi, quý tình dục, quý sự sân si, quý sự tham chấp, đó là si mê. Càng con vũ trụ khó về, chúng ta không thể bao giờ hòa được với bên trên, bỏ quên chân thực mà mãi mê trần đời, cứ bỏ quên chân thực mà mê cái chuyện động loạn của thế gian. Đáp đi phân lời, ai không hỗ trợ mà học thời nó tu, sửa mình mới cảm thấy ngu cảnh đời khỏi tạm, tự tu tự hòa đó. Đáp lý phân là chúng ta bao nhiêu những câu thắc mắc ngày nay được đáp lý phân là rõ ràng, ai không hỗ trợ học thờ nó tu, chúng ta thấy tất cả đều sẽ phi không, thì chúng ta thấy sự hỗ trợ lớn lao đó để dẫn tiến chúng ta trở về quê hương chính cũ. Chúng ta phải lo tu sửa mình mới cảm thấy ngu, mình chịu sửa mình mới thấy nhà mình dọn. Mà ai làm cho dọn? Chính mình làm cho mình dọn, làm mình cho mình, làm cho mình dọn. Cho nên trời là khỏi tạo, tự tu tự hòa, chính mình phải sửa, phải tiến tới chữ hòa. Để nói hòa không bao giờ hòa, phải sửa nó mới hòa, mới biết quân bình mới hòa, thiếu quân bình làm sao hòa. Trở lại Phật thà, lục sanh sanh hóa chân hòa tận tự thế. Chúng ta trở lại Phật thà với chính mình, chấp nhận chúng ta sống ở hoàn cảnh này, chúng ta phải làm việc này đứng đắn như vậy để học hỏi nhẫn hòa tiến hóa, chứ không ở núi này tâm núi nọ không bao giờ tiến. Lục sanh tiến hóa trang hòa từ xưa, chúng ta chịu đựng chịu
nhẫn chịu hòa, chúng ta mới học được cái giá trị thần thông của đời trinh an an ban cho chúng ta. Ý rằng sáng tạo thanh lương giúp người thấu tiến quý thương cha trời, ý lành sáng tạo thanh lương, ý lành luôn đem sự sáng suốt và ban bố cho mọi người sửa mình và ảnh hưởng người khác, giúp người thấu tiến, giúp người thấu tiến quý thương cha trời. Thì người đi sau mới biết được cha trời, thấy rõ chúng ta không đi, chúng ta không hành, thì người kế tiếp làm sao thấy rõ con đường đi. Chúng ta đi trước, chúng ta thắp được hương đăng, thắp được cái đèn, làm sáng suốt, chúng ta mới chiếu rọi cho người kế tiếp để làm đi đọc đi. Mới thấy rằng tất cả phải quy về đời. Các loại xe đang chạy về đời, ở ngoài đường là họ xe nghịch, xe lý, xe đức, nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải đi về đến đích của chúng của nó. Cho nên mọi người chúng ta rốt cuộc phải về đến đích. Không có người nào bỏ được những cái căn sẵn có của chúng mình. Họ ấy phán xét đến giờ trời ban được chiếc mà thánh thơ học hành, tự mình điêu luyện mới thành. Hai không sẵn có, họ ấy hai không sẵn có mà em anh học học hành đó. Phán xét lý lời trời ban nhiều kiếp mà thánh thơ học hành, trời ban thánh khí luôn luôn độ chúng ta có cơ hội để tiến hóa, tự mình điêu luyện mới thành. Mình phải bỏ công vô chứ trời ban là tôi biết tôi hưởng, nhưng mà tôi không chịu bỏ công vô, tôi lần lười biến đâu có được giáp con ma lười biến, tự mình điêu luyện mới thành. Hai không sẵn có, sao cái không mà có đó. Nhưng em anh em chúng ta họp bàn thì mới tiến trụ trở về nhà hạ thanh nhẹ nội tâm mới thật sự là nhẹ tu. Ở nguyện những cái thành bỏ vòng cái nghiệp mà cảnh tinh chẳng còn, Thích Ca vô rất tình mò bình tâm sanh chúng chẳng còn si mê đó. Nguyện những cái thành bỏ vòng cái nghiệp, cái nghiệp tại thế là tạm mà thôi, cũng có sự thật. Cạnh tranh chẳng còn, cạnh tranh cũng là tạm nữa, không phải sự thật. Những cái không cần thiết chúng ta không làm. Thích Ca nhiều các vị, Thích Ca nó bỏ ngô vị, tranh chấp quyền thế tranh chấp, nó tình nhất đầy đủ đó. Nhưng mà nó tạo một con đường mòn cho chúng ta bình tâm sân, chúng sanh phải bình tâm lên mà chẳng còn si mê, để học hỏi con đường của Ngài đã đi trước. Tâm thức của chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp mà để trở về trọn lành thanh nhẹ. Như Thích Ca đã đọc, ngày nay mọi người yêu danh Ngài vì hành động quá tốt, làm một việc cho tất cả mọi người. Ngày nay chúng ta biết thiền thì chúng ta đang đi trên con đường làm một việc cho tất cả mọi người. Ở thanh tịnh trở về, ai không đón nước mà về quê cha trời. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta đạt, chúng ta mở đạt. Ai không trở về, ai không đón nước về quê cha trời. Về nơi toàn thanh toàn tịnh mới là chỗ của cha trời. Thực hành cảm thức một thời, tự lo giải nghiệp, lo trời lo tâm, mình lo giải cái nghiệp tâm, chúng ta không ôm nữa, không rước vào nữa, không lường gạt thiên hạ nữa, không phỉnh phờ một ai, không mắng lới gì hết. Tất cả là ở trong hòa đồng để giải nghiệp, đến đi rõ trời lo tâm. Chính ông trời cho chúng ta cơ hội này để tâm và tự trở về với chúng tôi. Ở sáng suốt chẳng lầm, quy hồn quy yên quy tâm thanh cao, sát trầm tạm bỡ ra vào. Học bài vây tả, học bài càng tốt đó. Chúng ta thấy sáng suốt chẳng là sự sáng suốt là sự minh định quân bình, quy hồn quy yên quy tâm thanh cao, lúc đó ra chú dễ giải được. Sát trần tạm mở ra vào, lúc đó ta ngồi đó nhưng không phải ngồi tỉnh ra đi vô dễ giải. Cái sát này là căn nhà tạm bỡ để biểu luyện tâm thức của chúng ta, để chúng ta cứu mình. Học bài vay tả, gia can được vì cái xác này vay và trả cho cái xác này, sự sáng suốt phục vụ cho cái xác này. Cho nên ngày nay chúng ta biết được cái phần hồn là ở bên trên, chúng ta học vay trả rồi học vào càng không về quê sư trong cụ. Hai không kinh bái đưa hồn, chấm dứt ôn tồn, hai không kinh bái đưa hồn về quê, chân tâm thích giác muôn bề, hương thanh giải trượt. Hương thanh giải trượt mà chẳng mê tình đời,
chấm dứt ôn tồn luôn luôn một căn lục trần đều được chấm dứt ôn tồn là sao đem sự sáng suốt hóa giải cho một căn lục trần hướng thượng đồng tiến với chủ nhân âm, đó là chấm dứt ôn tồn không có luôn luôn về tình đời. Hai con tiến bay đưa hồn về, hai con luôn luôn đón rước những phật hồn thức giác để về với sự thanh tịnh của cha tiên dâu chân tâm thức giác vô bề hướng thanh giải trừ. Chúng ta hướng thanh giải trừ thì chẳng mê tình đời, không có phải lưu luyến trong sự tranh chấp khổ cực nhọc nhằn nữa. Cho nên chúng ta huynh đệ tỷ muội chúng ta bước vào trong cái điều kiện hay không này, chúng ta phải thấy rõ đâu có phải người nào muốn mà có đâu. Do tất cả sự thầm tâm của các bạn đã hướng thượng và buông bỏ tình đời ngày nay nó mới thành tựu cái chỗ chỗ này nguy lịch để xây dựng cơ đồ tâm linh của mọi người phải đóng góp trong cái riêng một cá nhân mà. Người nào mà lầm tưởng đây là riêng của một cá nhân thì người đó sẽ bị đọa. Tâm thức của chúng ta công hiến của mọi chúng sinh là một việc cho tất cả mọi việc lớn lao vô cùng và để bỏ những sự tranh chấp sai lầm ngộ nhận và không có đúng cùng cách tiến hóa về thiên lý. Cho nên chúng ta đã khai một con đường đi khi mà quan lộ tiến hành thanh tịnh tâm trà đình chỉ một suy thanh hoa nhà trời thanh thoát hòa chân thức thông cung bình tâm niệm phật hoài. Quan lộ là tại sao nói quan lộ đường với chút xíu mà nói là quan lộ? Chúng ta một bước đi một niệm hành trong tim bộ đầu chúng ta mở tự nhiên quê xưa trong vũ càn khôn vũ trụ chúng ta tiến hành thanh tịnh pháp điện tới một cái cốc thanh tịnh ở trên đời này. Trà đình nghĩ mà suy thanh ngoan đã có sẵn một cái trà đình và một bên suối chảy những cái tiếng gió reo cây lá chuyển chạy nên bài hát thanh cao vô cùng mà chân tâm mới thấy rõ một niệm múa của những cô tiên một luồng gió một niệm múa một luồng âm thanh suối chảy là một niệm múa hòa tan với tâm hồn sáng suốt để tiến hóa nhà trời thánh thoát hòa chân thức luôn đi trong chân thức của mọi tâm linh. Cho nên các bạn ngồi đã phẳng lặng diễn cho lặng bên châu mới phát lầm cho nên mới gọi là thằng ngồi đã niệm phật rồi. Các bạn thấy nhạc trộn bốn phương âm cung bình tâm niệm phật hòa chúng ta đang ngồi an nhiên tự tại thanh tịnh niệm phật mở tâm mở trí. Rồi chúng ta đi trên quang lộ một bước chân đi một niệm hành hòa cùng thánh giới niềm tin không đổi lòng thanh tịnh một bước chân đi một niệm hành. Các bạn thấy đường đi của chúng ta đi đặt đi về nguồn cội rất trong ngang, nhưng mà không biết đi thì thấy cảm thấy đều là trong ngang. Nếu chúng ta biết đi thì một bước chân đi một niệm hành chúng ta không có đi đến đâu cũng là đi trong cái ý niệm của cổ bản vương. Khi các bạn dùng niệm hành đó là thanh quang điển lành của các bạn được rước thanh quang và phát quang ra toàn thân độ cho côn trùng vạn vật trong khu rừng eo hẹp qua cùng thanh giới ý thanh thanh đó chúng ta tưởng nó về trên và chúng ta biết nhẹ nhàng niềm tin không đổi lòng thanh tịnh. Tin cái gì? Tin khả năng của chúng ta phải đạt tới một cái cuối cùng và tin đến khả tin là khả năng của chúng ta không đổi. Thế đi trong rừng nhưng mà rồi cũng sẽ đến được một bước chân đi một niệm hành phải đi mới đạt tới. Nhớ Chúa thương cha giữ chữ hòa chớ đầy tâm thức tự luồn sang tình đời để mà làm sao vẫn nhớ Chúa thánh thương cha giữ chữ hòa. Chúng ta biết càng khôn chúng ta ở thế gian có cái đầu càng khôn vũ trụ cũng phải ông trời có trên trời cũng phải có ông vua trời tất cả đều có đầu mới lãnh đạo được. Cho nên như Chúa là bộ đầu chúng ta tưởng tới bề trên tưởng đến Chúa Cha bề trên Chúa Cha giữ chữ hòa lúc nào cũng trong hòa với thánh điển. Chúng ta đã làm pháp luân thường diễn là xuất phát luôn thánh điển chúng ta lên để thừa tiếp cái pháp luân thường diễn càng khôn vũ trụ giúp chúng ta chơi đầy tâm thức tự luồng sáng không nên ôm lấy cái tự đắc mà đầy cái tâm thức của nó chúng ta càng ngày càng xa cha trời càng ngày càng xa với tự nhiên càng ngày càng vắng siêu nhiên càng ngày càng không được hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Tình đời đem bạc làm sao bạn ở thế gian thế nào cũng có sự đem bạc tự chấp chúng ta không nên vui vào đó mà chúng ta
từ đó mà ra. Nhờ Chúa thương cha giữ chữ hòa, chúng ta cũng như vậy. Nơi đông tạo qua mãi mãi, chúng ta mới hưởng được cái thanh khí luôn chuyển, chúng ta mới thừa tiếp thăng qua những lần để chúng ta đi tới con đường giải thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được học cái khóa này là cái khóa điểm, và cái khóa để tận dụng cái pháp luân thường chuyển của chúng ta và thanh điển của chúng ta thừa tiếp cái điểm cái pháp luân thường chuyển của bệ tế đang cao xúc và đang giúp chúng ta về năng thanh tịnh giải thoát. Cho nên hôm nay các bạn được dung lành, được sừng tốt, được nơi thanh tịnh, được thức hòa đồng của vấn đề chỉ người, đồng thanh với nước đồng khí, chứng cầu đồng nhiệt tu hành trong sự thương yêu và chiều mến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được duyên lành và Thượng Đế đã ban chúng ta cho chúng ta một căn nhà nhỏ, nhưng mà tâm thức của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta hướng thượng vô cùng cởi mở và hướng tâm về trên, để sớm trở về với sự chân giác của bên trên và học cái tinh thần phục vụ vô cùng của Ngài đã và đang tiền biến sanh tử luân hồi có sự hiện diện của Ngài tại tại tam giới. Chúng ta thấy ý là tốt đó, mà ngày hôm nay chúng ta đã làm được việc gì? Chúng ta cứ vui về thanh tịnh, đạt lên phần thanh tịnh của những trí đó, chúng ta mới thu được bước ra nhận lãnh nhiệm vụ thánh luân thực hành lý chỉ dẫn của Ngài đã ban. Nên các bạn coi như là được đạo tràng và hướng tận hưởng thanh quang của bề trên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không nhiều ý cũng lãnh hội được một phần và thấy rằng căn cơ chúng ta không phải là phạm tội, căn cơ chúng ta có thể đi tới vô cùng và giải thoát. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.